hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe touring cao cấp có giảm sóc đến từ thương hiệu của Gian. Và đây là chiếc Gian XCR 3500. Còn đây là một mẫu dòng touring có giảm sóc của các bác mà đi đường phố và có thể đi đường đường xấu được. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe Gian XCR 3500 hôm nay có màu vàng đen các bác nhé. Màu rất là khỏe, rất là thể thao. Chữ Gian màu vàng nổi trên khung xe màu đen. Vâng, đây là một mẫu touring có giảm sóc, bán rất chạy tại cửa hàng em. Model là XCR 3500. Vâng, và đây là yên. Dòng XCR thì yên thường có cái phản quang bên cạnh yên như này các bác nhé. Yên thì chiếc xe rất là mới. Em đánh giá tổng thể chiếc xe trên 90%. Cái sáng và bóng đây. Vâng, vẫn là dây âm sườn cao cấp của dòng Gian cao cấp. Xe có size mở. Về phía đằng sau của xe thì đây cũng là màu điều chỉ và sơn vàng. Bên dưới là chữ số 3500. Và bên cạnh là công nghệ nhôm của Aluix, một công nghệ nhôm độc quyền của Gian. Cho xe có bộ khung rất là nhẹ và bền các bác nhé. Bộ vành nguyên bản, nguyên zin theo xe của Gian. Và cùng với đây ở bộ mayo của Gian. Vâng, phía bên trên đây thì ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian. Của Gian hết các bác nhé. Gian. Bộ chuyển số, bộ tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này bên lip 9 tầng. Bên đĩa 3 tầng. Cho xe 27 tốc độ. Bộ tay nắm. Bộ tay nắm cũng nguyên zin theo xe của Gian. Cùng với đấy là bộ phanh dầu thủy lực các bác nhé. Phanh dầu thủy lực của Shimano đây. Phanh dầu trái phải đều của Shimano hết. Đồng bộ theo xe. Và đây là bộ giảm sóc của xe, của XCR 3500. Có chữ Gian đây. Chiếc tem của Gian. Với dòng touring nó giảm sóc này thì các bác có thể đi leo đồi, đổ đồi được. Rất là an toàn. Vẫn giữ được bộ bánh. Bộ bánh 700 của dòng touring. To hơn một xíu để các bác có thể đi đường xấu được đây. Bộ vành và mayer của Gian hết. Và đây là bộ phanh dầu thủy lực của xe đây. Của Shimano. Đĩa phanh rất là mới các bác nhé.
Đây là mã vạch của xe. Vâng, và xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Alivio cao cấp. Bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Vâng, tất cả đều của Shimano hết nhé, bộ chuyển động. Dán xe đo chiều cao size đứng. Xe có chiều cao size đứng là 50 các bác nhé, 49-50. Tương ứng size M phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Đến 1m75 có thể đi vừa chiếc xe này. Làm xe đi gà đánh giá chuyển động. Với bộ lip 9 tầng của Shimano. Vâng, lên lip. Rồi. Cửa số rất tốt các bác nhé. Xuống lip. Hầu như không một lỗi nhỏ nào cả. Nguyên bộ chuyển động của Shimano Alivio. Vâng, và bên tay phải em là bên đĩa với bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa cũng của Shimano Alivio. Vâng, lên đĩa. Chuyển động rất tốt các bạn nhé. Không hề một lỗi nhỏ nào. Với một chiếc xe cao cấp của dòng Zanic CR 3500. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Zanic CR 3500. Một chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Alivio. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá 8,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất với chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn đăng ký và nhấn theo dõi kênh để được xem những mẫu xe mới nhất về tại cửa hàng em. Chào, cảm ơn các bác theo dõi video.